nó bảo việc mang mẹ cho em bảo kiểu mượn mà tin được quá thì không có giấy tờ gì hết, sau này nó trốn luôn, xong kiện kiện ra mà đâu có giấy tờ gì đâu, đâu có được. Khi con nó mang lại chị là chị thích trend, chị thích bắt theo mấy đứa trẻ trẻ, nhưng là trend nào nó ra một nào thì chị lên một đó. Thì chị cũng bạn cái nó hồi được không chị? Không biết chứ, không hồi được. Nhưng mà chị nói nó có thích lạ lạ thì không tính tính để chị làm một nó hồi nhé, để lấy được nhiều video chị hả? Để chị gọi đi. Không gọi được. Nhưng mà bé nó lại không biết con xa gì. Mới lúc chị mới học rồi. Cũng biết hết rồi đó nhưng mà chưa biết chuyện gì. Rồi chị phải cho tập tập nhiều. Bây giờ mấy đứa đi học nó thích ngồi chơi không mà em? Đẹp rồi chị. Đi học mà thích ngồi chơi sao ạ? Tâm lý chung là đứa nào cũng vậy. Cái rồi ngày xưa chị đi học hay chị với bạn chị nó còn ngồi quán cà phê suốt ngày. Đi học thôi nhưng mà nó đi qua quán cà phê đối diện nó ngồi chơi. Vậy thì có con đâu đâu lo. Lo tâm lý. Mấy đứa mà đẹp nó lo làm thì nó giàu hết rồi chị. Mấy người quay nó buông cái phong thái rồi nó xoay tới xoay lui nó quay được 4-5 cái video ấy. Khi nó xoay nó làm cái váy, khi nó xoay nó làm cái áo choàng, nhưng mà mấy đứa nó không đẹp rồi mà ở Việt Nam mình không có cái khăn ở Việt Nam mình thấy cái gì á, cái khăn choàng ấy chị, bên Thái có cái khăn mà nó đi tắm mà 2 tiếng lắm, cái đó lúc có thể làm váy được làm áo được, cái khăn nó tiền lắm. Một cái gì đó mà rất là đa dụng đã. Mặc kiểu này cũng được mà lộn lại mặc kiểu khác nó cũng xoay ra hay. Nó ra quần rồi nó ra váy rồi nó ra đồ rời tùm lum hết. Mẹ em thấy nó có đẹp đâu. Cái đó nó chỉ tìm dụng lạ lạ thôi. Video sáng tạo là gì? Sáng tạo là mới, lạ, độc đáo. Hay là chỉ mà chưa khó đi học thì về giỏi đó. Sau này cũng giàu nhanh sớm. Ra đời sớm mà nó khôn ra chị. Cháu ngoại bà vậy đi học, mẹ nó ở bên Singapore. Singapore, Hàn Quốc không phải là Hàn Quốc, ở Hàn Quốc. Mẹ nó đi về chồng nó xong rồi lấy lại Hàn Quốc, xong rồi nó ở với bà. Mình ở với bà thì giờ bà có mình nó à, anh bà có mình nó, con bé này sơ sướng. Xê xước là sao? Số sướng. À, số sướng. Thì giờ thì mẹ nó lo cho nó, bà thì ở với bà, giờ có mình nó là cháu chứ mấy. Bà có 2 đứa con thì một đứa là chết rồi, còn một đứa là mẹ nó là đi Hàn Quốc rồi đó. Thì giờ sau này của cả gia tài thì mẹ lớn này hết rồi đó. Nên là nó số sướng nhưng nó
chịu khó được. Nhưng mà đi học là ngồi chơi mà. Nhưng mà mấy đứa như vậy thì nó lại học nghề phải lâu á. Em tin không, không biết rửa chén, biết trong nhà. Nói vậy chứ làm gì mà không biết chị tính không, hôn không biết em ạ, chị cũng tưởng vậy nhưng mà không biết chị. Nó đánh tôi ghét mà đem thui vậy đó. Chị phải lấy cái bóp, chị chỉ cho nó đánh. Đánh như thế nào, bóp lắp như thế nào. Xong rồi ngày đầu tiên nó lông nhà, chị mới thiện với em lên chứ. Đúng không lâu đó. Xong rồi chị phải đi chị từ đi về tí. Không có ai chị cho ở nhà, ông bà làm cho hết. Còn bố mẹ thì... Bây giờ nó sướng quá, làm cái hết nó không biết. Mình nhìn phước phúc hậu ấy, chỉ có phước đang thời kỳ phước nó lộ hết phước rồi nó chuyển cảnh khác mà mới biết. Thì chuyển cảnh nào mới có là sao? Tại vì em biết sao không? Thật ra mà con gái mà làm việc nhà em tay chân với da nó xấu lắm. Giống như chị làm việc nhà để chị làm biết là tay chị da nó xấu lắm nhưng chị không có muốn con chị da nó đẹp. Khi nào mà ai mà tránh cảnh đẹp chắc chắn người đó sẽ không được một nhà nữa. Một việc nhà ra tay sống. Nên là chị sẽ đầu tư cho nó đi học cho giỏi vào. Thì nó không phải đang việc nhà. Nên có khi có tính thêm ghé tóc cho nó không? Không, chị không thích nữa. Không có người nói nhập quốc tịch Mỹ là sau này con Mỹ nó tới Việt Nam thì Mỹ là cái bộ pháp của Việt Nam. Việt Nam thì mong muốn của mình là nó không được khổ, nó sướng, đẹp này kia. Lấy là thằng chồng không ra gì xong rồi cũng chết chờ.
sao lại mặt tay chân vậy? Nó lại mặt, nó lại phần nào không? Shopee là gì đây? Đặt trên fanpage hả? Cái trang hot girl á. Dạ. Thấy nó mặc vào live stream nó xinh xinh rồi mình mua. Mua qua hình nó anh có nhà bên đó chưa chị?
Yeah.